trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ thực hiện. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvaphaplut.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cảm ơn Tổng công ty khí Việt Nam PVGas đã đồng hành cùng chương trình. Em mừng nghe một chút băng niềm vui nhỏ. Đêm bơ vơ thương ai đêm đợi đêm chờ trời bây giờ trời buồn nên trời hay mưa từ buổi anh đi mang theo hoa bướm ngày xuân từng giờ chia ly khi nào em nhớ anh không đêm xuân đã đi rồi trời bây giờ là trời đông thôi đành lòng sao em ra đi không nói một câu đành lòng sao em gieo sầu gieo tủi cho nhau đêm bơ vơ thương ai đêm đợi đêm chờ anh chất âm của em nó thì lanh lảnh và thanh thảnh. Vâng, bác nào yêu model này thì liên hệ với Trung Kiên em nhé qua số điện thoại 0962906666 ạ. Vâng, em xin hẹn và gặp lại các bác ở một clip sau. Em xin chào và tạm biệt ạ.